Trận mưa lớn trưa ngày 12 tháng 8 đã khiến nhiều tuyến đường ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Đường Phan Văn Hớn đoạn qua địa bàn phường Tân Thế Nhất, quận 12 ngập cục bộ một đoạn hàng chục mét. Đường ngập khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Trong khi đó, trên đường Nguyễn Văn Quá đoạn qua địa phận phường Đông Hương Thuận, quận 12, nước cũng chảy tràn từ nhà dân ra đường, gây ngập. Nước tràn từ nhà dân ven đường Nguyễn Văn Quá. Trên đường Phan Văn Hớn, nước dâng cao gần nửa bánh xe. Trong giai đoạn giãn cách toàn xã hội, lưu lượng phương tiện trên đường khá vắng vẻ. Tuy nhiên, một số người dân ra đường vì các lý do cấp thiết cũng gặp không ít khó khăn do đi qua các đoạn đường bị ngập. Mỗi khi có xe máy hay ô tô lưu thông tốc độ cao thì nước bắn tung tóe khắp nơi. Do mưa lớn, hệ thống cống trên các tuyến đường bị ngập không tiêu thoát kịp. Nước dâng cao khi xe ô tô chạy ngang qua. Có không ít xe của người dân bị chết máy trong lúc đường xá không có chỗ sửa. Bên cạnh đó, nguyên nhân gây ngập một phần do rác thải chèn hết các miệng cống mà không có người thu dọn. Trên đường sông Hành đoạn qua phường Tân Hương Thuận cũng bị ngập nhẹ trong cơn mưa. Sau khoảng 30 phút mưa ngớt, đường bắt đầu rút nước và giao thông đi lại bình thường. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vloa.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.